phải chất chứa những gì tu phước đức đem vào, chứ không có dự trữ vàng bạc nữa. Mà giàu cho thời thượng cổ trung cổ đi nữa, mình có dự trữ vàng bạc cũng không có còn. Cái phước đức nó mà còn tồn tại mãi mãi. Vì cái chữ ấy, là nói chung á, vật chất từ đời nào đến đời nào cũng là giả tạm, không có thật. Thật chỉ có Phật và linh hồn mình là còn mãi mãi trường tồn là thật. Còn vật chất tất cả điều gì cũng giả hết. Nên là bây giờ cái màn mạt pháp này cô phiên bà con gắn mà tu, không còn bao lâu nữa. Thì trong sấm giảng thầy đã vô cái quyển nhất đầu tiên là thầy nói hạ quan này đã hết đời, phong ba biển chuyển mà đỡ giờ gia ca. Nên bà con gắn mà tu. Thì cô cũng kính chào bà con, cô bác trên cộng đồng. Thì cô chia sẻ cái câu hỏi của Phú An Giang. Thì thời cổ thì nếu có tiền thì giữ chữ đầu cổ để mình xem mình câu. Còn thời nếu mà cái thời vàng vàng bạc, thời chưa có hạ quan thì mình có tiền giữ vàng bạc của cải. Còn cái màn này cô nói là mạt pháp hạ quan này đã hết đời, không còn dự trữ vàng bạc đồ cổ nữa, mà dự trữ. Dự trữ là bà con biết dự trữ cái gì không? Dự trữ tu nè, dự trữ làm phước nè, dự trữ là ăn hiền ở lành nè, giúp đời giúp đạo giúp tất cả bà con. Dự trữ mấy món đó chắc cú đi về khỏi Tây Phương, không có dự vàng bạc. Có nghĩa là bây giờ nói chung á, từ thời mà từ thời nào đi nữa đó thì vật chất cũng đều là giả tạm. Dầu thời cổ, thời trung nguyên, thời này hạ nguyên, vật chất đều là giả tạm tất cả. Chỉ có tu hiền phước cái đức mới để được còn trường tồn mãi mãi. Nên là bà con bây giờ cô nói là từ đời thượng cổ, trung cổ, hạ cổ này cũng vậy. Cái đời này thì nên dự trữ tu, phải chất chứa những gì tu phước đức đem vào, chứ không có dự trữ vàng bạc nữa. Mà giàu cho thời thượng cổ trung cổ đi nữa, mình có dự trữ vàng bạc cũng không có còn. Cái phước đức nó mà còn tồn tại mãi mãi. Vì cái chữ ấy, là nói chung á, vật chất từ đời nào đến đời nào cũng là giả tạm, không có thật. Thật chỉ có Phật và linh hồn mình là còn mãi mãi trường tồn là thật. Còn vật chất tất cả điều gì cũng giả hết. Nên là bây giờ cái màn mạt pháp này cô phiên bà con gắn mà tu, không còn bao lâu nữa. Thì trong sấm giảng thầy đã vô cái quyển nhất đầu tiên là thầy nói hạ quan này đã hết đời, phong ba biển chuyển mà đỡ giờ gia ca. Nên bà con gắn mà tu. Vô luôn có gì đâu. Mình xích qua bên cho nó lại. Nên là cô cũng là chia sẻ lên cho bà con phải hiểu biết. Mà cận kề nhất là cái năm thành này, nó còn gần gũi nhất luôn, không còn bao xa. Năm nay là năm Giáp Thìn rồi. Thì bà con nên nhớ, thì thầy đã ra cái sấm giảng mà năm 1939 mà thầy đã nói hạ nguyên này đã hết đời, mà từ đó tới giờ là 80 mấy năm. Thì bây giờ nó cũng cận tới rồi đó. Cái câu thầy đã ra đời khi mà thầy ra để cứu dân độ đời thì năm 1939, mà đến năm nay là tính là 80 mấy năm mà thầy đã nói cái câu đó rồi, thì bây giờ nó cũng sắp tới rồi. Thầy nói trước đó bây giờ là gần cả trăm năm nay rồi, 80 mấy năm rồi. Thì bây giờ tới, nên bà con ha, gán tu. Gán tu, lập công bồi đức. Dự trữ, đừng dự trữ tiền bạc, mà dự trữ đạo đức. Dự trữ cái đạo, cái đức, cái làm hiền, làm lành, làm phước. Dự trữ cái đó đi bà con. Gán mà dự trữ cho nhiều. À, vô đi con. Đi đi năm không? Con cả gia đình con, mẹ con, chị con và hai đứa con vậy đó ha. Nguyên gia đình ha, mẹ mẹ chéo rồi vậy. Dạ.
Dạ con, hai đứa con. Không biết cô Năm cái này lên clip con mới có điều kiện. Chẳng nghe cô nói đạo nghe luôn cô lên clip luôn. Dạ. Mẹ ăn chém ăn hay mẹ nhiêu tuổi rồi? Mẹ 66. Thì sẵn đi cô cũng lên còn ở đã tắt rồi con. Dạ con. Thì sẵn đi thì hôm nay ngày 29 cô cũng phóng sanh được cúng mẹ cúng cha rồi thì Dương Cầm với Phú này nó sẵn đây nó quay luôn thì bây giờ có mấy đứa con đến thì cô cũng quay luôn để cô nói pháp cho nghe. Anh ngồi nói đi chút nha, cô này nè. Cột tóc lên, cột tóc lên đi cô nhìn cô nói luôn cho. Đi xe ói hả? Dở hạt ha. Cô mà đi tới cung đảo mà tàu sống cô chưa ói. Thì hôm nay thì cô cũng sẵn lên clip đây cô cũng nói luôn. Có cái đoàn ở Long An phải không? Con Long An cô nhớ lại. Đó thì cột tóc lên đi cô xem cho. Cô này nè. Con gạn lên cô xem dùm cô thấy ai thì cô nói người đó trước. Thấy người nào thì nói người đó. Sẵn đây thì cô cũng trên cái clip này thì cũng sẵn có cái đoạn này cô cũng xem cho căng luôn. Mình vừa nói pháp mình vừa cho căng cho bà con. Thì con thì có lên clip nói chuyện với cô rồi đó ha. Còn cái cô kia là bà xã hả? Con. Dạ con. Dạ, bà xã bên đây ha. Cái con. Thằng trai này ngon lành nha. Thằng trai này cũng tướng dữ ra. Này lắm bà Năm ơi. Dữ lắm à. Lì hết. Nhưng mà con á, cái mạng này con gắng mà tu. Mình gắng tu, mình niệm Phật đem Phật được vào trong tâm thì không có ma. Có Phật thì không có ma nha. Thì chúng sanh bây giờ á rất là nhiều những vị không có tu đó. Vô hết nên là cô khuyên bà con gán niệm Phật ăn hiền ở lành làm phước làm lành lánh dữ. Cái màn này đấy anh cô nói người mình thì ít, bởi vì thầy nói đời này nhiều quỷ lắm ma, người ta thì ít mà quỷ ma thì nhiều đó, nên là mình phải biết quỷ ma nhiều là mình phải biết rồi đó. Mà cái thời này cái thời của là ma quỷ. Vì Ngọc Hoàng mở cửa quỷ dương xuống thế, mấy từng ngục môn cũng mở cửa luôn. Nên là bây giờ quỷ ma rất là nhiều. Mình ở đây một chứ bên kia nó tới hai. Nó gấp mình hai lần luôn. Nên là bà con gán mà tu. Gán tu là tu làm sao rất là dễ. Mình làm phước, làm hiền, làm lành. Làm những việc làm lành đánh giữ. Từ bi. Tham sân si đừng giữ trong lòng, buông ra. Bến một tiếng chuông là buông, bến một tiếng mở là bỏ, buông bỏ. Cái chuông mở đó là buông bỏ đó. Nên mình có tu, có biết cúng lại ăn chay niệm Phật. Thì mình phải biết sửa tâm, sửa tánh. Tu thì phải sửa, phải hành. Tu mà không sửa, không hành thì nó không có đi vào đâu. Vợ con có ăn chay cúng lại không? Mới ăn được có 2 ngày. Tán 2 ngày hả? Không, mới ăn được tháng này được có 2 ngày. Hả? Còn hai đứa con nó theo con ăn được 10 ngày, ăn được 10 ngày. Vậy nên là con ăn tháng 10 ngày. Rồi mấy con theo mà bà xã thì ăn tháng có 2 ngày à. Người chưa được 4 ngày luôn. Bây giờ cô nói đi ăn 10 ngày đi. Không phải ai ăn chay mà cô phải phiên ăn chay là thành Phật đâu, nhưng mà con biết ăn chay thì không có sát sanh, thì không sát sanh thì không có đền mạng, không có sáu nẻo luân hồi. Nên là mình phải ăn chay chứ không phải ăn chay là thành Phật. Ăn chay để thoát sáu nẻo luân hồi. Nếu mình giết một mạng thì mình đền một mạng. Thì mình phải trở xuống nữa. Rồi uổng cái công mình công phu tu tập. Đó. Nên mình phải gán cúng lại niệm Phật cũng công lao của mình. Mà mình phải cộng vô ăn chay nữa thì mình mới thoát được sáu nẻo luân hồi. Không lên lên xuống xuống nữa. Bởi vì màn này là chốt. Không còn nữa, màn ba chiến chót, không kịp thì mình đâu có. Nếu mình làm không có đủ thì mình không có kịp bước lên thiền. Nên là phải gán làm ít chi cũng 10 ngày. Đúng ra màn này đó, thời kỳ này phải ăn chuồng chay. Nhưng mà vì hoàn cảnh, vì cái tùy duyên thì mình cũng ăn 10 ngày mới được.
rồi mình làm những việc thiện, mình làm những cái điều mà ác mình không làm đó, rồi mình gán niệm Phật cho nhiều, đi đứng nằm ngồi sáu chữ Di Đà chớ quên. Niệm Phật, niệm Phật thì có Phật, còn mình không có niệm Phật thì tất nhiên là ma ni vô. Nên cô nói là tại sao cô nói là Ngọc Hoàng mở cửa quy dương xuống thấy, tại sao cô nói cái câu đó là tất nhiên bây giờ nó đầy đường, nếu mình không có tu không niệm Phật là nó vô hết, nó vô hen lại đây rất là nhiều thì cô cũng không cứu được luôn. Bởi vì bây giờ thầy cũng nói mình cứu mình chứ không ai cứu mình được, nên là mình phải tự nhà mình tự đóng cửa. Mà con mà để mà xa ngã mà nó lỡ nó vô rồi đó, khó mà cứu. Bởi vì phải gán niệm Phật, gán niệm Phật sáu chữ Di Đà, đi đứng nằm ngồi chớ quên. Mình tâm mình Phật hay ma cũng đại tại nó, về thiên đường tâm mấy cũng tạo ra đó. Mình tưởng Phật, niệm Phật, có Phật thì không có ma. Nên là bây giờ màn này gán giữ, gán niệm Phật cho nhiều, nhất là niệm Phật nhiều, thứ nhì là phải tâm từ bi. Từ bi là mình không có thù ghét ai, mình không có giận hờn ai, là cái đó là mới thắng được đó. Cô nói cái này hen là mới thắng được thiên ma, nói chung nói luôn, tâm từ bi mới thắng được thiên ma. Bây giờ Ngọc Hoàng mở cửa thiên ma nó xuống rồi, nếu ai không tu là nó dắt về. Thầy cũng nói là con ma thì ma bắt, con quỷ quỷ diệt, con Phật thì Phật dắt. Bây giờ cái màn của người ta, con ai nấy lụm. Nên mình bây giờ mình gán tu cho Phật lụm mình, dắt mình về, chứ đừng để ma nó lụm là khổ, là vũ sổ luôn. Bởi vì thầy kỳ này là sàng lọc, lọc ra con tiên cháu Phật lựa qua một bên, những người không có tu là con của ma của quỷ thì qua một bên, thì nó có quyền dắt đi. Đó nên là bà con phải gán tu để mình về cái cảnh của là lộ hơn. Nếu mình tu mình được Phật dắt mình rồi thì tất nhiên mình phải được vào dự hội Long Hoa. Mà mình dự hội Long Hoa thì mình không được làm quan làm tiên thì mình cũng được làm người dân Phật quốc. Mình sống cái đời nó là an lạc, cái đời thánh chúa, cái đời của Phật thánh gia, để mình an nhàn mình tu tập mà sống 8-900 năm mới chết. Nên mình gán tu để mình làm người dân Phật quốc cũng được. Đó. Ví dụ mình không được tu nhiều thì mình sống người dân Phật quốc rất là sống trường tồn mãi mãi. Đến đó là mình tu rồi đến 800 năm mình mới chết thì mình tu tiếp tục trong 800 năm, con nghĩ đi, mình tu biết là bao nhiêu công đức. Thì lúc đó mình được trở lên thành tiên luôn, thành thánh tiên luôn. Đó. Nên là bây giờ cô á, lên clip lúc nào cô cũng khuyên bà con tu thôi, cô cũng không có nói là xa dầm do gì hết, cô với nó thực tế để cho bà con hiểu biết mà tu mau. Những lời thầy dạy, những lời vàng ngọc của thầy đã viết trên sấm giảng rồi, thì mình cái đó là lời vàng ngọc của Phật của thầy đã đưa xuống cho mình để mình xem, mình hiểu, mình biết mà tự mình tu mình sửa. Thì cô chỉ tiếp hơi với thầy, thầy đưa kinh sấm gãi, sấm giảng giáo lý của thầy ra, thì cô chỉ nhắc lại cho bà con để thêm, để cho hiểu biết, để mà tu cho nó gấp gấp. Thầy cũng nói tu gấp gấp chứ không kẻo trễ, chừng đó đầu có kiếm điên khùng. Đó, bây giờ là thầy nói là gấp gấp hai chữ rồi. Nên mình gán tu cũng rất là dễ, không có gì là khó. Nên con ăn cha không được, con nguyện với thầy đi. Con nguyện Phật Tổ Phật Thầy Đức Thầy đỡ cho con ăn, đừng có thèm màng này, con cũng biết, cũng như con cũng muốn tu nhưng nhờ thầy trợ duyên cho con. Nguyện với thầy đi là ăn được, không có thèm, với nguyện với mẹ Quan Âm đó. Nên là cố gắng lên, mình phải tu phải vượt lên, bởi vì thầy cũng nói đường đạo đức bước đi từng nấc. Mình năm nay mình bước một bước này, mình bước một nấc nữa, gán năm sau mình phải gán lên một nấc nữa. Mình tu cũng như lớp 1 mình phải gán năm sau phải lên lớp 2 chứ không để ngồi đó nha. Đó thì mình ăn thua cái tâm trí của mình, mình quyết chí là được. Mình tu hen là mình có cái chí hướng, phải hướng về mà tin tưởng vào Phật pháp thì mình mới đọt được. Còn nếu mà con tu lớp lớp con không có quyết chí hen, cũng như là tu thì có tu, cũng có cúng lễ có lễ chứ không có quyết chí. Mình phải quyết chí chiến đấu lên. Cũng giống như mình đi con thuyền nước ngược mà mình phải vượt nước ngược, mình phải đi cho nhanh lẹ đó. Giống như mình tu đây đó, giống như mình thiền đi nước ngược, mà mình gặp sóng gió phong ba để nó dội lợi thì mình cứ gán cố gắng mình vượt lên.
cho nó vượt lên con nước ngược thì mình mới đi đến Tây Phương Cực Lạc được. Nên là cô khuyên bà con là do cái tâm mình quyết chí, quyết chí lên chứ không có thả trôi. Tâm mình không mà, chứ không có ai xuống hết. Cái tâm con làm biến thì nó cũng xuống, con làm biến cũng nó không, mà mình quyết chí là cũng cái tâm mình không. Bây giờ con suy nghĩ đi, ví dụ con chuẩn bị cúng cái làm biến quá, bật ngồi dưới liền, dứt phát tôi đi, không có thể để cho mấy người chì tôi lại. Mình nói với tâm mình, tới giờ cúng tôi dứt tôi đi cúng, đừng ai kéo lâu tôi, bật ngồi dưới đi cúng. Mình cứ mạnh mẽ lên, đừng để yếu và thua nó. Nên là cô khuyên mình, chính mình phải vượt lên chính mình. Giống như trong trà truyền hình nó hay vượt lên chính mình, mình tu được cũng vậy, mình phải vượt lên chính mình, dán chí quyết vượt lên, không để tụi nó lâu lại. Nó đang ở bên mình, nó gình gặp mình, nó chờ mình sơ hở để nó lôi mình xuống. Tụi cô nói gì là con hiểu rồi đó. Nó nên là bây giờ cái màn này nó chờ mình kế một bên mình luôn. Lũ tam bành lục tặc trong mình nó còn đeo đó. Tam bành lục tặc, là cũng biết tam bành lục tặc là 63 con ma nói trong mình. Nên là thầy mới nói diệt tâm ma bằng chí kiếm, bằng cái chí của mình đó. Như cái chí mình là cái kiếm là mình phải chặt nó, không để cho nó diệt mình, mình phải diệt nó trước. Bây giờ thầy cũng dạy câu nào cũng chí lý chứ. Con có xem sấm giảng nhiều không đó, thầy muốn nói diệt tâm ma bằng chí kiếm. Cái tâm mình ma đó, mình lấy cái chí mình diệt nó. Nên là con phải gán nha. Vậy cô thấy con nói trong clip cô cũng thấy thương con lắm. Nên lên đây là cô cũng chí quyết cho con, dạy cho con chí quyết lên nha. Còn bà cô này có tô con trai gì chưa? Bởi vì cô nói ha, hôm nay đó là cái cô làm sao, có ăn chưa? Cũng chưa luôn. Chỉ có con với hai đứa con với vợ ăn mới có 4 ngày. À, 2 ngày hả? Chưa được 4. Đây là má vợ hả, má ruột? Mẹ ruột. Con ăn chay sao mẹ không? Chịu ăn theo đi. Hồi đó nó thiệt chứ thầy gì chứ, hồi đó nó còn nhỏ xíu. Nó mới có 3-4 tháng mà tưởng nó bệnh quá, cái cũng dái. Má nói cho mẹ nhờ mẹ dái con mà cho nó mạnh khỏe. Mẹ ăn chay đi. Dái ăn tháng mà nó thiệt với thầy chứ hồi ba nó còn sống. Mà cứ ăn chuyện tình lễ là thầy tự nhiên cái nó có đau. Cái ăn cơm cũng được, cứ ngã vào bệnh. Bệnh rồi cái tới tháng sau cái hết đau còn cái ăn nữa. Ăn nữa rồi con nó cũng lỡ lưỡi, rồi cũng không ăn được tới ba nó mất. Ba nó mất là hay là 25 năm. Là cái bà cái ông thầy đó vô cũng cùng cái ma bà nó mới dạy con á là con giờ mà mình bốn trần ăn rồi cái 9-30 ăn cứ tháng 4 ngày mà nếm thì cứ đủ tới 30 ngày rồi ăn vậy nó mới trả lễ nó mà nó 17 tuổi đó thầy. Nó 17 tuổi mới trả rồi nợ cái lời giá cho nó một tháng. Rồi cái nói giá gì cúng nên nói với nó nghe giá cái gì mà tao cúng chứ tao ăn không có được. Mà có một cái là kiểu như là anh em thì cũng thân thiện, mình cũng biết hòa đồng dữ lắm, mình cũng có ghét dơ ai. Mà tại sao rồi nó cũng động viên con trai mà con không có được. Không đâu, vì sao không? Thử thách cái người này cái căn bên mẫu. Mà không biết 64 tuổi hả? 66 rồi. Cũng căn bên mẫu đó, căn là tiên bên mẫu xuống trần, gán cố gắng. Bởi cô nói phải mình vượt lên chính mình, không có chết đâu mà sợ. Cô nói ăn đó là thử thách, có mình có vượt được không? Căn tiên xuống trần mà màn này không tu là góp ở lại luôn đó. Mẹ nói hôm nay đó, đến đây đó, là mẹ cũng chuyển đó. Chuyển các căn, có căn đến đây hết, nhưng những căn không có tu chuyển đến đây để cho cô nói để tu. Từ đây tới tháng 5 là chuyển rất là nhiều luôn.
những căn tiên mà chưa biết tu chuyển lên đây hết, cho cô nói để về phát tâm mà tu nha. Không có gì là khó, không có chết mà sợ đâu, ăn có lỡ miệng cũng không chết. Thử thách mình, ông nhờ quả cho người hành đạo lúc nguy nạn thối chí cũng chẳng chẳng chặt chạ vô lăng thánh. Thử mình mới con chút đau con chút mình nghĩ vậy, mới đau chút mình nghĩ rồi nó ăn tương thì chết, không có chết. Cái nhà cô nè, mổ 5 lần bác sĩ nói cô mà không ăn chay là bác sĩ không cứu. Tôi nói bác sĩ không cứu thì tôi chấp nhận chết, chứ tôi không ăn mặn. Dứt pháp tôi chết, tôi theo Phật ăn chay mấy chục năm nay, vì sự sống ham sống mà ăn. Nó cũng ham sự sống vậy, lời vật cũng ham sự sống, mà mình vì sự sống của mình mà mình giết nó, mình ăn vô thì tất nhiên mình đâu có thương chúng sanh đó. Nên là cô nói bác sĩ chết tôi cũng không ăn đó, rồi cô có chết đâu. Mỗi 5 lần là nhất thập nhất dạng chết không đó, mà không có chết. Để cô đừng có nghĩ là chết không có sao, đau thì uống thuốc, ví dụ có viêm họng thì uống thuốc. Cứ nguyện giá ơn trên Phật Tổ Phật Thầy Đức Thầy Mẹ Quan Bồ Tát từ bi cứu khổ của nạn cho con, con quý chí tu hành mà hôm nay con ăn chay có mới có mấy ngày mà bị viêm gì, nhờ ơn trên Đức Phật từ bi gia hộ cho con. Rồi đi mua thuốc uống vô, mua thuốc viêm họng uống vô, đi bác sĩ chích thuốc, cứ ăn không có chết, chết cô đời. Mình đừng vì sự sống của mình mà mình giết người ta. Hình như bác sĩ kêu cô ăn nặng sống mà mình giết người ta, người ta chết mình ăn mình sống, mình đâu có vui, thấy không? Nên là mình phải biết con đường tu hành phải đi, bây giờ cận rồi, 66 tuổi rồi. Ta nói 60 năm cuộc đời mà năm nay 66 rồi. Bây giờ mình phải ông nhờ quả cho người hành đạo đó, mình mới cứ bước vào đạo là thử thách vậy lắm, mình gán vượt qua. Đó. Nên là bây giờ không có cúng hà lại không? Cũng không luôn. Thì bây giờ cô nói nghe, cũng như đến đây rồi, cô sẽ cho bài cúng, người gì cúng lại, có cái bài cúng của thầy đàng hoàng. Hán rồi đọc. Rồi lại cúng chỉ có 15 phút thôi, cúng cụ quyền tâm bảo và ông thiên rồi xong có 15 phút mà đâu có lâu đâu. Rồi cứ ngồi niệm Phật để mà còn cô nói qua năm tới đây rồi thấy nha. Bây giờ bà con chưa thấy chưa ghen, chúng sanh chưa thấy chưa sợ, chừng nào thấy thì sợ thì cũng muộn rồi, không có kịp. Đến chừng đó kêu ai cũng không có cố kịp. Nhất kiếp mà ngộ nhất thời. Hồi đó giờ mình không tu, bây giờ mình tu là cũng Phật chứng. Cũng như là thầy cũng nói nay xả tội chứ còn một lúc, lúc này xả tội rồi. Hồi đó giờ cô không có tu, bây giờ cô tu chứng ngay đây. Chứ mình hồi đó giờ tôi không tu, giờ tôi tu muộn quá, không có muộn. Nhất giác ngộ liền là được đó. Nên bây giờ 66 rồi, rồi còn gì nữa mà không chịu tu. Con mình nó nhỏ xíu nó còn biết tu đó. Bởi vì là cô nói là chuyển lên đây đó, chuyển lên đây rồi là cô phiên là phải về nghe. Là mẹ nói là những cái căn tiên xuống trần mà chưa có biết tu thì mẹ sẽ chuyển lên đây hết, là cô căn bên mẫu chưa có biết. Còn này thế gì, căn của con là bên đó là Quan Âm Bồ Tát, nhưng cái tâm từ bi đó đã có căn từ nhỏ rồi nên là hành đau ấm vậy đó. Con tự hoài à. Ừ. Bệnh hoài mà đi bệnh viện nó tới nói trên trời vậy đó. Con biết con ghét con thèm. Bây giờ con chí quyết niệm Phật đi. Hồi đó cô cũng hồi nhỏ nó cũng bệnh hoài, bệnh hồi mười mấy tuổi đó là bệnh dẫn hoài, không biết bệnh gì, bệnh gì không ra bệnh gì. Nói chung là bệnh đi bác sĩ cũng không có bệnh gì, mà không biết bệnh gì là bệnh gì của người mình. Có lúc bệnh thì lúc hết, rồi biết cô cũng thả trâu theo dòng nước kệ mẹ này. Tới đầu tới bệnh như là giả đò, muốn bệnh bệnh không không, rồi đi chích thuốc bác sĩ thì nói không có bệnh gì rồi thôi. Rồi cái tính mà lúc đó cũng ăn 10 ngày hồi nhỏ tới lớn luôn đó, mà cô cũng biết cúng lại luôn đó. Đâu không biết bệnh là cái nghiệp của mình đó. Như tiền kiếp trước á, nghiệp chưa trả nay còn dai thêm đó. Nếu kiếp trước mình chặt đầu chặt cổ mổ bụng người ta mình ăn nè, rồi bây giờ kiếp này mình không có mình không có ăn chay để mình hồi hướng cái quan gia chế chủ đó, rồi mình ăn mặn nữa thì cũng như nghiệp kiếp trước chưa trả kiếp này chồng vô thêm. Nhưng người có căn đó là chuyển cho mình đau để mình biết mình quay đầu. Ví dụ như con có căn hen, chuyển cho mình đau này kia nọ cho mình biết
mình tu mình ăn chay để mình trả cái nghiệp nhiều kiếp trước. Cái khăn của con là bên là mẹ. Nhưng vợ con Linh ngồi nói cái này là cô xem cho. Nói nè. Ngăn đi cô xem. Mẹ con kêu mẹ con mặc hoài à. Mẹ nói ta ăn không được. Cái gì đâu không được. Con phiền dữ lắm. Nè bữa cô nói cho mà nghe nha. Mẹ con nói là cái thế giới nhìn đi. Nó tan hoài vậy mà. Bây giờ nhìn đi. Các nước ở ngoài đó nói chiến tranh gì mình cũng tới như vậy đó. Khắp thế giới cửa nhà tan nát cùng xóm làng cửa thất quạnh yêu bấy lâu nuôi dưỡng chắc chiêu nay tận diệt lập đời trở lại. Phải tận diệt thôi. Bây giờ thế giới nó trước rồi mới tới mình. Thế giới can qua chiến tranh đó con thấy không? Các nước bây giờ đều chiến tranh thiên tai. Thiên tai nè rồi bị chiến tranh đó nè. Chứ phải mà chiến tranh không đâu. Thiên tai có bị chỗ thì đất khô queo. Có chỗ thì nước ngập lút. Nước Pháp, nước Anh, nước Mỹ đều có. Na Uy, được cô là 18 nước. Các đệ tử của cô 18 nước. Cái điện về nó nói hết, còn Na Uy ha là không có nước, nó đóng thành đá hết, không có nước xài được. Nước mà nó đóng thành cục đá, còn nó nước không xài. Nó phải lập vô cái máy gì đó, nó mới đưa lại có nhà dân nó có xài được. Nó chứ phải đâu, bây giờ nó khổ tới rồi, chiến tranh nó bùng phát các nước rồi. Thấy con thấy đi, châu Âu là không còn luôn rồi. Mình bỏ Trung Quốc ra mình không nói, Trung Quốc nó còn dữ dằn nữa. Mà mình đã cái nước đó là mình tại bạc mình bỏ một bên đi. Còn cái nước châu Âu thấy bây giờ nè, Mỹ nè, Pháp nè, Anh, Liên Xô, Nga, Na Uy, tiệp khắc gì đều có hết. Chiến tranh hết trơn luôn. Rồi nước ngập. Ở là nước Na Uy không có chiến tranh mà thiên tai. Băng đóng cái nguyên một cái biển mà thành đá, nước đá luôn. Thành một cục đá mà chạy xe ra được nguyên một cái biển. Rồi con tính đi. Đó. Rồi nước dân có đâu mà xài nè. Cái thằng ở Na Uy đang ở nhà coi nè. Ở trên nè. Ở thằng trắng trắng mà cái... đó nó Na Uy đó, nó về đây chơi không gà cả tháng rồi đó, nó chơi vài tháng, tháng năm nó mới về bến. Để cô 18 nước luôn, các đệ tử của cô 18 nước. Nên là bây giờ cô thấy đi, chiến tranh nó bùng phát rồi thì Việt Nam mình cũng cận kề một bên chứ đâu có xa. Rồi á là chiến tranh thì chưa có, nhưng mà tới đây nè, đau nè, đói nè, bệnh nè, ba cái đó nó xảy ra trước. Tới chừng đó là không ai cứu mình kịp đâu. Mà mình chết thì mình không có nói đi, nhưng cái linh hồn bị đọa xuống dưới, mình không có được đi về. Cái linh hồn mình trường tồn mãi mãi nha. Để cô nói cho biết, cái linh hồn mình dù ngàn luân chuyển, ngàn trùng kiếp cũng vẫn còn linh hồn. Cái xác này là giả thôi, cái linh hồn là không bao giờ mất. Nên mình đừng nghĩ là mình chết là hết à. Mình chết cái xác này bỏ, nhưng cái linh hồn mình không tụt, nó đọa xuống dưới, nó tra tấn, nó đánh đập. Rồi ở dưới cái mà cái biển mà cái kia bằng cái biển mà vô gián đó, lặn hợp qua lại nghìn trùng kiếp kiếp ở dưới. Như tụng kinh đó, là Địa Tạng là biết, tụng kinh Địa Tạng thì biết hết trơn, cả Địa Ngục à, ông nói hết trơn trong đó rồi. Nên là mình không phải là chết mà hết, cái hồn mình ở dưới đó, tra tấn vô lượng kiếp 1.200.000 năm rồi cho mình chuyển lên làm người, là làm người rất là nghèo khổ, đau bệnh. Con thấy bây giờ những người mà bệnh đó, bệnh mà không tiền đó, nghèo là khổ đó, mới có chuyện này kiếp này còn phải trả nữa đó. Nên là bệnh nè, rồi không gạo không cơm không nhà ở luôn, mới có chuyển lên làm người mà cho lên trần gian là còn phải trả tiếp cho chúng sanh thấy đó. Chứ không phải là chết là hết đâu. Nên bà con cứ nghĩ đi nè, cô nói nè, mình ăn thịt, có cái lưỡi mình có nhiêu ra thôi, qua cái lưỡi là hết biết ngon rồi, đâu có còn biết nữa. Mình vừa nuốt cho tới đây, mình nhấp nhấp mình còn biết ngon, chứ nuốt đây là rồi, cái nào cũng như cái nấy. Nên là mình đừng nghĩ cái sự ngon, thầy cũng nói nè, chai lạc tiêu chẳng ngọt ngon, còn hơn thú vị mà chăn cơm máu hầm. Tiêu chẳng nó không có ngon ngọt, còn hơn mình suy nghĩ mình giết người ta mình ăn. Mình phải suy nghĩ tới đó. Nên là chai lạc thì không có ngon, nhưng mà mình nghĩ tới là mình ăn con cá, con thịt rồi mình chan cơm máu hồng mà mình ăn. Mình suy nghĩ tới mình đau thương chúng sanh. Mình người tu và mình thương tất cả. Chúng sanh là loài thú vật cũng là chúng sanh đó. Tại vì nó lầm tội nó mới chuyển lên con gà, con vịt, con chó, con heo. Là cũng một cái dâm linh của con người đó. Nhưng mà làm tội phải chuyển rồi mình, nếu mình làm tội mà móc mình cũng giống như vậy, mình cũng chuyển là con heo, con gà, con vịt, rồi mình với nó cũng đồng một chúng sanh.
mình được làm người, mình biết nói chuyện, mình ăn sang mặc đẹp là mình biết thương rồi nó. Tại kiếp trước nó không biết, nó mới tội đó mới đầu thai như vậy. Thì bây giờ mình nghĩ tới đó, mình nhớ lời, mình phải thương nó. Đó là mình phải thương nhân loại, thương tất cả đồng bào, thương lẫn chúng sanh hết. Chứ không phải nói là lời tú, người ta thường nói là vật chúng nhân, chứ không có phải. Thầy cũng nói nè, luật nhân quả thật là cao diễn, một suốt cổ kim chẳng lọt một ai, là không có lọt. Mình ăn thịt nang, mình giết con heo, lát nữa mình cũng đào thai được con heo. Mình giết con gà, con vịt thì mình cũng đào thai con gà, con vịt, chứ không có ai thoát khỏi. Mà tiền kiếp trước mình có giết, mình ăn nó, nhưng kiếp này mình tu là được. Mình tu là mình trả cái nghiệp, mình hồi hướng cho quan gia trái chủ là mình được thoát. Mình được thoát, được mình được về cái dự hội Long Ba. Còn nếu mình ăn nữa là mình chồng vô, nợ chồng nợ đó, nợ mẹ đẻ nợ con đó. Nó con đẻ nè mẹ đó, nên là nó chồng chắc hoài, nó không có hết. Nên là mình không có được đi về, không có được mình đi về với cha với mẹ, ở dưới này mãi mãi. Trăng tiên xuống trần, không có biết tu, bây giờ lại đây rồi, gặp cô rồi, thì quay đầu đi để mình còn được mẹ cứu nha. Còn cái cô này đó, cái cô mà vợ con cũng căng dữ lắm luôn. Cậu có tóc lên cho cô đem coi, rồi nó nói một chút. Căng không, mẹ mới chuyển đến đây đó. Mẹ chuyển đến đặng cho mà cô nghe cô nói đặng gì mình phát tâm. Bây giờ đây có cái lực của mẹ, thấy gì cho nói gì chứ gì phát tâm. Vậy ông xã chết hai mấy năm mà hả? Ở chung với con hay riêng? Mẹ con á? Gần nhà con không? Thì sát bên luôn. Rồi dưới đó rồi cô ba làm gì vậy? Ngày cứ vợ nó rồi thôi, rồi nó mình ghen ấy nhỏ này, giờ cũng như vườn từ cái nhà bỏ nẻ cơm nước cho nhỏ này đi làm công nhân nó nuôi. Này hả? Rồi có vườn ha, vườn có thu hoạch cũng được ha. Kiểu như mấy cái vườn cao thì bán thôi, là này còn lùng để cho con cháu. Này hả? Rồi vợ con có đi làm không? Có, vợ con đi làm công ty, con bán thuốc. Bán thuốc gì? Đây. Vậy hả? Cũng được. Bán giờ siết vô rồi, con với con giờ con mua bán hướng cho khách ăn. Nhưng giờ nó có sự cạnh tranh rồi, năm thấy rồi bây giờ, từ hồi đầu năm tới giờ quán nhậu rồi, đóng cửa chân. Không biết mà bữa bởi hôm kia con đi vô khu công nghiệp á, cái quán nó sầm uất như lắm, giờ không hết luôn. Bởi vì con thấy không, các nước nó bị chiến tranh, bị thiên tai rồi, nó đâu có xuất khẩu đâu mà nước mình nhập khẩu qua ngoài, nên là mình đâu có xuất khẩu qua được đâu mà có công nhân đâu mà làm. Ở Sài Gòn bây giờ cũng vắng vẻ luôn, cái đời nó cặn rồi, không còn. Cô có đứa gái trên Sài Gòn, nó nói mẹ ơi vợ chị cũng vắng que. Bình Dương công ty rồi thất nghiệp, giải thể biết bao nhiêu, chỉ còn công ty nhỏ nhỏ làm thôi, chứ mấy công ty lớn rồi dẹp hết rồi, doanh nghiệp lớn rồi dẹp hết rồi, chỉ còn doanh nghiệp nhỏ nhỏ làm cấp cũng vậy thôi. Bởi vì cái đời nó cặn cùng rồi đó, đời càng ngày càng siết, càng ngày càng siết càng mòn. Mình thấy đi, đâu có cái gì là vĩnh cửu trường tồn đâu mà mình không có lo cái thân mình. Lo chi nhà cao cửa đẹp, yêu cầu có ngày hai bữa cơm, về ăn đặng tu thôi, tu đặng nhờ cái thân này mai sau đặng nhờ. Chứ không có cái gì mà nói là cái này đẹp, cái kia đẹp, cái này ăn ngon, cái kia mặc đẹp, không có. Mình chỉ ăn no bụng để mình tu. Nên là bây giờ hen cô này, nếu gặp cô ở đây gọi đi hen thì về, có phát tâm đi, nguyện với thầy với mẹ ở đây đi, thì về ăn được liền à. Rồi niệm Phật cho nhiều vô, rồi cho cô cho bài cúng, cô có bài cúng in ra đàng hoàng luôn đó, rồi về chiều mình cúng lại, sáng mình cúng lại, rồi mình ăn chay 10 ngày, rồi mình ngồi niệm Phật, niệm Phật bệnh tật tiêu trừ, nghiệp chướng tiêu tan. Niệm Phật thì được thấy, niệm tưởng nhớ Phật nhân cơm bữa vậy đó, giọng của quyền sấm tối mấy màu, chữ Nam Mô dẹp được lòng sầu, thì sao thấy được nhà tiên cửa thánh. Có cái chữ Nam Mô Di Đà Phật có đâu có tốn tiền gì đâu, không có tốn tiền, tu không tốn tiền ngàn. Nên mình chỉ niệm Phật, trong cái tâm mình có Phật thì không có ma. Cô nói tới nay còn nhiều lắm nha, cuối cái năm này đi rồi bà con thấy
nó chết nha, rồi đau rồi đói sắp lớp luôn. Bây giờ còn nè, còn tu kịp nè, qua năm tới là không còn kịp tu đâu. À, cô nói vậy cho biết luôn, đời càng cạn kiệt rồi. À, chỉ có năm này còn dán mà tu nhất kiếp ngộ nhất thời thì được Phật chứng không có sao. Nếu bây giờ cô mà giác ngộ của tu liền cũng chứng nữa. Ừ. Còn con nhỏ đó hen, thấy gì không phải nói là nam, nó là nam hay phải nữ? Thì chỗ nào cũng nói là nam. Ở trên nó xuống đó, nó thiên tướng trên trời xuống mà xuống như này. Ăn gì có hai ngày xỉu à. Con mang lại chứ lắm á, thằng nhóc này con là nó cũng từng vậy đó. Con này với con gái con trước rồi cái con gái con phát tâm ăn theo. Còn thằng này tự nhiên nó theo luôn, nó theo. Thằng luôn. Này là nó còn tướng trời còn dữ, nó tu dữ lắm luôn, nhiều kiếp luôn. Con nói một tiếng là nó nói lại tiếng, còn con nhỏ kia thông khổ nó luôn. Ừ. Bởi vì người ta thấy con vậy đó, chứ không phải là con nó còn căng cao hơn con luôn. À, con nói bây giờ con đẻ nó ra nó là con của con, chứ thực sự nó không phải con của con trong tiền kiếp. Xác nó nhỏ nhưng mà hồn nó chưa chắc. Đó. Nên là thôi bây giờ để cô nói nè, bà nói con nghe nha. Nó bệnh hoài là bà giúp nó cho con khác. Ừ, một lát nữa bà giúp cho. Em bà nói con nghe nha, tuy gần như vậy nhưng mà cha mẹ đẻ ra là mình phải tôn trọng cha mẹ, mình không có trả lời, mình nói phải đàng hoàng. Bất hiếu là tội đó nghe không? Ừ. À, ví dụ như cha mình nói mình phải nghe, dạy mình điều gì mình phải nghe, còn mình không nghe thì mình nói là cha ơi con không có làm vậy hay gì đó. Nói bằng cách đàng hoàng, hiếu hạnh. Chữ nè, cô bà nói nè, thiên kim dạng điển, hiếu nghĩa duy tiên, chữ hiếu đứng đầu. Trong các việc gì làm việc thiện mà cái chữ hiếu con bất hiếu là con làm việc thiện không ai chứng. Cái chữ hiếu là thứ nhất, cha mẹ ông bà. À, về nói chuyện cha mẹ ông bà mình phải nói nhỏ nhẹ đàng hoàng, dạ thưa em. Ừ. Là nghĩ gặp bà rồi bà dạy cho con, căn của con là tiền kiếp tu nhiều lắm, nhưng bây giờ mình gán ở mình tuy gần nhỏ nhưng mình phải gán, mình phải hiếu hạnh, trước trước là chữ hiếu hạnh ha. Rồi lớn lên thì mình cũng gán, mình tập tu làm phước làm hiền làm lành, còn nhỏ này thì nghe lời cha mẹ dạy bảo nha, đó là con mới được. Còn cái con dạo của con nha, chán ăn chay đi, để trở về đó, còn không là gớt luôn nha. Ở đây là căn không, mà chưa có biết tu, nên là mẹ mới chuyển đến đây cho cô nói để tu. Nhỏ đó là có chồng chưa? Chồng hả? Được mấy đứa con? Rồi thôi chồng luôn. Rồi ở với cô này hai mẹ con ở đấy hen. Ừ. Ở nhà coi giường tược kia thôi chứ đâu có buôn bán gì hả? Chị sung sướng muốn chết là tu đi. Có cực. Ở nhà không có làm chân, khỏe quá chừng luôn. Không, cứ cô này nè. Cực lắm mà thầy. Cực làm sao? Là đi cửa giường một mình. Đi giường sao? Hai công đất có một mình nhổ. Nhổ cỏ hả? Có giường. Nhổ có giường thì bữa và bữa nhổ một bữa là phải nhổ ngày đâu nhổ đâu. Bây giờ ha. Thì nói vậy chứ làm cũng an nhàn đâu phải mình làm gò bó, có nghĩa là mình làm công ty mình giờ giấc mình không được nghỉ. Có nên việc của mình muốn nghỉ thì nghỉ. Ví dụ chiều tôi về sớm một chút tôi cúng lại. Sáng tôi ăn cơm tôi cúng rồi tôi đi làm. Đâu ai bắt buộc mình đâu. Của mình mà. Con lấy nhà kinh ở cái nhà dưới bài cúng rồi để đây lát cho mẹ cho mấy người này mà để ngoài này đi lát mơ mốt mẹ để ngoài này đang mẹ ông mẹ mà có khách mà cho khỏi kêu mấy đứa con không muốn làm cái tủ tôi để đây lát nguyên sắp qua đây để ngoài này luôn đi đó. Nên là bây giờ hen cô nói hen gặp cô rồi đây cô nghe lời đi. Để đó, cô nói nghe rồi, không có tin thì để về đi thấy. Bây giờ là con thấy rồi đó. Sài Gòn nè, nó đâu đâu cũng vừa im lìm vắng vẻ, bán buôn ế ẩm. Thì mình cũng sắp tới giống như bên nước châu Âu rồi đó. Nói vậy là biết rồi. Mà chưa đâu, tới chừng thiên tai mới còn chết nữa. Súng bắn mình còn trốn chỗ này chỗ kia được hen. Ví dụ súng bắn chỗ này trốn chỗ kia, còn thiên tai không có trốn đâu được. Chỉ có tu là mới là Phật cứu thôi, cha mới trốn được. Nhưng mà bây giờ giác ngộ quay đầu là con kịp luôn, không có sao.
còn với vợ của con ha, vợ ăn chay đi, niệm Phật nhiều, đi làm công ty phải không, thì mình không có cúng đại được thì mình niệm Phật trong tâm, ví dụ mình ngồi mình mặn về mình nam mô với Phật trong lòng, niệm Phật để được Phật cứu đó nha, bệnh tật cũng tiêu, nghiệp chướng cũng tiêu luôn. Niệm Phật có bốn thần linh đó, độ mình. Mình đi ra đường, ví dụ như người ta đi, người ta lật ngang, nhà hiền, ta chết queo, còn mình chạy dò, chạy gắn mà không có sao. Thì có chư thần độ. Đó. Nên là để đó đi con. Để đây được hai mẹ ngồi ở trên bàn. Đó nên là cô nói đấy, gắn gắn mà tu. Như cô á, lên clip gì cô nói chỉ khuyên bà con tu thì chứ cô đâu có đồng bạc tu rồi đâu, mà bà con tu chừng nào nhiều được cô mừng chừng nấy, bà con tu được mà cô lại mừng chứ cô đâu có lại lọc, con thấy không, có lại lọc gì chứ. Nhưng mà phải lên nói hoài, bây giờ cô 70 mấy tuổi mà cô phải ngồi nói hoài đó, không được nghỉ đó chứ mấy đâu. Hồi sáng là thả phóng sanh rồi nè, 2 giờ đi bắt gạo ở dưới chỗ đi Vinh Nước Cố. Con có biết gì nó có không? Không, chưa đi. Con đi Đông Xuyên lên đây có không? Lát ta bận về đi ha, con ghé giếng đi. Là Đức Cố là đệ tử của Phật Thầy đó, đệ tử thứ nhất của Phật Thầy. Con đi xuống đây ha, tới cái cầu số 5. Là con nhìn bên đây để cái bảng là Vinh Sơn Trung. Là con chưa có qua cầu số 5 nha. Có con đường con chạy vô, chạy ngay vô đó. Là con thấy cái vinh giữa đầm lớn dữ dằn luôn. Vô đi giếng đi, sẵn tiếng đường mình đi. Lâu lâu mình mới đi một lần, đi cho nó đáng. Ừ. Con phải vô đó cúng đi. Dạ, con chạy xuống gần tới cầu số 5. Ở đây nè. Chạy về đường xuyên luôn đó. Cầu số 5. Cầu số 5 nha. Vô đây là cô được cầu số 15, số 13, rồi số 11, rồi số 10, số 9, số 10 ở tới con nhớ từ điểm tới số 5 là không có qua cầu, bên này cầu. Cho con đi quẹo vô. Có cái cầu sắt qua sông đó, cầu bự lắm, có để các bạn Vinh Sơn Trung đó, là con chạy ngay vô chừng cây số hơn cây số vậy đó rồi tới liền. Tới đây là con biết, con nhìn thấy trong bên đây là lớn lao, là con quẹo vô thì cũng cho biết của thầy đó rồi hen. Mình sẵn mình dưới Long An lên đây cũng xa, mình cho biết con có đi chùa Thới Sơn chưa, chùa ở ngoài nhà bạn cũng chưa luôn. Đi trong đoàn là mấy, đi trong đoàn tranh thủ về không ừ. Gặp Phật đi... Di Lạc mà con chưa qua giếng được Phật Di Lạc. Ờ chính không cấm hen. Bởi vì mình đi á, mình đừng đi đoàn. Mình đi đoàn không giếng đâu được chứ. Gấp rút lắm. Nên là bây giờ có cô có chịu không? Có chịu nghe là tu hoa văn trang 10 ngày cúng lại không? Nếu chịu thì cô cho bài cúng. Có đọc chữ thì biết chữ mà hen. Cô nói để từ từ đi thầy ơi, chứ hồi đó giờ ăn cũng được, rồi bây giờ mình là giái ấy thì mình không ăn nữa. Sai ấy, hồi đó nói thiệt với thầy chứ từ xưa giờ chùa, mình đầu từ ngày nhỏ lớn 6 mấy năm chứ. Không có đi chùa mà không có đi đình, không có đi đâu hết trơn. Thằng trai nay nó bao xe, nó mới đi cho biết. đi về cái sao về tại bệnh thì đi núi Tây Ninh nay cũng hơn 20 năm. Bởi vì cái nghiệp nó lâu nó đâu có cho cái nên đi, là đi cái bệnh cái chiều theo nó. Đi cái bệnh cái không đi là nó chiều theo nó. Tức như là mình chiều theo nó rồi mình đâu có vượt lên chính mình. Đó. Nên là cô nói đây đi hen, thì bà con nào nghe tu thì tu, không tu thì thôi. Thầy cũng nói tu không tu ta cũng không mời tỉnh. Cỡ ngu hành chứ khá ghéo kêu, đến chừng đó ngu hành nó dập nó bắt, mình không có kêu mình cứu được. Thì cô nói vậy thôi, cô ông Phật cũng nói nếu mà chúng sanh á mà nghe lời ông Phật tu hết thì chúng sanh đâu có khổ gì. Tại lời người tàn bạo mới có chiến tranh gây ra như bây giờ nè. Chứ lời người mình á, hiền lương là không có chiến tranh, không có gì hết. Phật không có phải là trừng phạt mình, mà cha cũng không phải trừng phạt mình. Tại mình, tại chúng sanh mình, lời người tàn bạo gây nên thì bây giờ phải lãnh cái hậu quả này, chứ không phải Phật làm, không phải trời làm. Mà có người nói tại sao ông trời ông không thương, chúng sanh gây thì chúng sanh tạo lấy,
Bởi vì trồng cây lành thì quả thơm to, gieo cây đắng thì phải gặt trái đắng. Bây giờ con trồng cái hũ hoa thì con phải gai trái hũ hoa con ăn nó đắng. Thì tại lời người mình thâm chứ không Phật là, không phải là Phật làm, cũng không phải là cha mẹ thiên liên mà để làm chúng sanh gì. Rất là thương chúng sanh, ngồi trên từng giờ từng phút mà kêu gọi chúng sanh tu mà còn không tu, rồi làm sao mà cứu được. À, luật nhân quả thật là cao diễn, thì mình suốt cổ kim chân lọc mà mình gây thì mình nhận. Lời người mà thầy cũng nói, lời người tàn bạo nên mới có hôm nay chiến tranh tàn phá như vậy. À, mà Phật xuống cứu mà còn cứu không được. Nên là cô khuyên ai tu thì tu, không tu thì thôi. Ông Phật cũng khuyên mà không được, cô là người phàm mà sao cô nói được hết, đúng không? Nhưng mà cái lệnh của cô ở trên cho cô xuống là có cái nhiệm vụ phiên người tu, phiên được nhiều được. Phật ông phiên không được nữa, tới mình thì mình phiên ai nghe được nhiều nghe đó. Tại vì cái nghiệp dày quá nên không có được. Nghiệp dày căn thì mỏng, nên là nó bị nên lâu cúng. Thì hôm nay cô cũng biết cho nguyên nhân căn duyên hết rồi đó, tùy duyên nha. Tùy duyên thì là mình tu thì mình nhờ, ai ăn cơm thì nấy no. Chứ bây giờ ví dụ như con ăn cơm con no, mà con kêu mẹ con không làm thì mẹ con ăn giùm con đâu có được, mà con ăn giùm mẹ con cũng không được. Đó. Nên là mỗi người mỗi căn, bởi thầy nó căn ai nấy trả mà quả của ai thì nấy mang. Nên là mình cũng khuyên nhưng mà không làm gì thôi. Thì đến đây thì cô khuyên hết, nếu người nào phát tâm thì nghe lời thì tu. Mà cái đoàn á, mười mấy người, 16 người, xe 16 chỗ lên đây, cái bữa đó là 4 đoàn đó này, mà cũng căng không, mà chưa có biết tu nghe. Căng tiên xuống trần không. Và cô nói rồi là đồng loạt hết nguyện ở đây ăn 10.000 nguyện. Nói ăn thì hứa thì nguyện đi, lại cha lại mẹ ở đây Phật, rồi về làm theo cô cho bài cúng. Đó, người ta phát tâm thì cô cũng, nếu người nào phát tâm được cô mừng lắm. Nên là cô nói thiệt, cái người nào mà chịu tu cô cũng vui mừng, mà cô khuyên người nào không tu là cô cũng buồn. Cô buồn. Nên là bây giờ cô khuyên vậy, thì nếu có chịu tu thì cô cho bài cúng, có bài cúng con thuộc bài cúng rồi ha. Thì con thuộc rồi thôi, còn mà cô có chịu cúng thì cho bài cúng. Không, Tết nó cũng viết giấy rồi cho con giấy cũng học cũng cái từ 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 con nó. Tại vì biết không, cái người này căng tiên xuống trần mà cái nghiệp dày quá nó lâu. Bây giờ tôi nói với cô á, con gán không đi năm nữa đâu, mẹ con không tin. Mẹ ơi, nhà hầu xe hơi cao tốc có đụng đụng vậy. Đây nè, bây giờ tôi nói với cô nè, bây giờ cô nhìn đi. Cái biệt thự chỉ có 5 phút sụp đất cái không còn miếng gì. Vào sang như nước trên nguồn, gặp cơn mưa lớn nó tuôn có 1 giờ. Mình chưa có tới sóng thần thấy không, bên Nhật không? Ập một cái không còn. Xe nó trâu như bong bóng. Nhà nó trâu như là bong bóng mà trâu trên nước. Mình thấy cảnh thế giới đó là mình sẽ tới như vậy đó. Không có lâu đâu. Bởi vì người không có tu, không có hiểu nên không có tin. Cả thế giới đều có hết, mình phải tới thôi. Bây giờ mình nghĩ nè, bây giờ cũng thấy cái ở mình đây nè, trong là ở số 4 ở tỉnh An Giang của cô nè. Cái biệt thự hen, biệt thự là sập, chứng kiến luôn, cô chứng kiến nè. Cái ghe ta đang chạy hen, ụp xuống một cái hen, mất tiêu cái nhà mà chiếc ghe ta đang chạy nốt nước nó lộn vậy luôn. Đó. Là ngay chăn chỗ thằng em của cô là con bận gì đó ở chợ xe 4 mình, nó quảng hồn nó bán nó, trên khúc ở dưới thì sập khúc trên nó chưa, nó quảng hồn nó bán nhà nó về chợ mới cắt. Là chứng kiến luôn nè, tại An Giang mình luôn nè. Bây giờ đời nó vô thường, ngủ thức dậy không biết mình còn sống hay chết, mở mắt ra nó. À, ví dụ như giờ kêu niệm Phật thân gần không rảnh, đến quỷ vô thường bắt hồn không rảnh cũng đi, đâu có trốn được. À, nên là
cô rất là khuyên cặn kẽ, chứ không phải là cô nói từng ly từng tí luôn cho bà con hiểu biết để tu. Tu đâu có tốn tiền mà cũng đâu có mệt mỏi gì, nên rất là khéo nghe luôn. Chỉ ngồi niệm Phật về cái tâm hồn mình thư thẳng luôn. Bây giờ cô nói cô ngủ cô cũng niệm Phật. Đi đứng nằm ngồi đều nhớ Phật, trong tâm lúc nào cũng nhớ Phật, không làm việc gì trái với đương tâm là tu rồi đó. Chứ đâu phải ngồi tụng kinh gõ mõ tối ngày mà tu. Mình chỉ tưởng nhớ Phật trong tâm mình thôi, rồi mình không làm cái việc gì ác là tu rồi đó. Nó nhiêu đó hả, chứ đâu có làm gì đâu. Rồi cúng lại có 15 phút thôi, chứ có 15 phút thôi, bỏ là 15 phút cúng mà đâu có gì đâu. Cúng cái đó là mình được cái tăng cái phước chứ lắm con biết không. Cúng đó là thầy đã gom hết rồi. Mình cúng gì là mình cầu cho thế giới luôn. Đó, nên là cô thấy người này cũng có căn mà không có phát tâm. Còn là vợ của con đó, có phát tâm không? Một khi dữ lắm, nãy ăn được 2 ngày vừa rồi, 14 lần. Nhưng mà con niệm Phật đi. Ví dụ con đi làm công ty, con không có thời gian cúng lại ha. Con niệm Phật trong tâm đi. Cô nói nghe, đến đây rồi đi ha. Đến đây dốc rất là nhiều, cô không có cúng. Nó nhập vô rồi đi ha, nó điều khiển. Đặt đây nè. Cô nó thực tế, cô nói là có chứng có cứ, nó ở trên Sài Gòn nó xuống nở ra, hổm nở 5-7 ngày đi luôn. Mà cái thằng đó con biết không, nó tu mà nó không có vững. Nó vô trong thân nó gửi ăn, nó nói con đang chạy xe, con xong này nè, nó chạy xong ra, nó kêu rủ xong, rủ xong. Là nó vô trong mình nó điều khiển rồi. Mà nhờ nó tu nó quyết liệt, nhưng chưa điều khiển được. Còn mình không có tu nó điều khiển á. Thắt cổ rồi đâm, lấy dao đâm mình, tự mình thắt cổ, tự mình đâm mình, tự mình nhảy xong. Đến chừng đó nè, tới dữ lắm. Bởi vì cô nó chưa thấy nên chưa ghê. Chừng nào thấy rồi thì muộn màng. Nên giờ cô khuyên bà con gắng tu. Từ 18 nước đó, mà chỉ nghe cái clip của cô thôi, chứ chưa gặp cô đó, mà phát tâm tu hết. Chứ không phải mà trực tiếp được mà nói gì đâu. Chỉ nghe trên clip thôi. Cô nói ăn con ăn tan, ăn cham nó con không được cô. Cô chỉ con, tôi nói giờ con không được phải không? Ở nước ngoài nha. Con nhịn đói đi. Con nhịn cho thật là đói nha. Rồi con nấu cơm cho nó nóng ngon. Con ăn đi. Là ăn được. Rồi cái ngày mai con cũng nhịn đi. Ví dụ con ngắn, nhịn đói. Nhịn đi. Cho nó đói, thật là đói. Con ăn. Ê, nó nói, nó điện gì cho cô, nó nói. Con nghe lời hay con tập gì cái từ từ con ăn được luôn, ăn 10 ngày bây giờ con ăn trường luôn. Từ mà con gặp cô giờ là 2 năm, là mới cho mấy tháng là bắt đầu ăn trường tới giờ. Rất là nhiều các nước điện gì cho cô đó. Chứ không phải là trong nước Việt Nam mình không nè. Còn con của cô là nói chung là mấy chục người luôn. Nước ở trong nước mình cũng có, nước ngoài cũng có đó. Nên là bây giờ đó thì bà con ở đây đó, là con bao xe dưới này đâu hả? Xe 7 chỗ hả? Dưới lên này bao nhiêu tiền? 3 triệu 3. Mấy triệu? 3 triệu 3. 3 triệu 3 dữ mắc á, rẻ đâu. Có chỗ là 4 triệu 7. Ở đây mà cô mình nếu bao mình lên Sài Gòn là có 3 triệu rưỡi. Cũng nói chung là vừa chứ không mắc không rẻ. Đúng giá luôn đó. Bây giờ cô có ra 7 chỗ, không cô đi Bến Tre 7 chỗ mà chắc lên 10 chỗ. Bây giờ cái xe này của cô là con của cô là đông quá đi không đủ. Đi thì phải dẫn nó đi hết, đâu có bỏ ở nhà. Tôi vừa với ông cậu Quốc đó. Thì cô định hết tháng 2 này là chắc tháng 3 cô cũng đi xuống một chuyến nữa. Bởi vì còn bận rộn đi phát gạo phát quà. Ngày qua là phát gạo trên núi mà ngang chùa Tế Sơn đó, núi dài năm giếng đó. Rồi là sáng là phóng sanh rồi một chút, nó 2 giờ mới đi xuống đi cố đó. 2 giờ cô phát quà dưới đó, tụi đi cố mà cô chỉ con đó. Con nói xuống miền giếng đi. Bây giờ á, cô nói á, ai có thân thì thầy nói cũng có thân thì liệu lấy thân, để đến việc ăn năn chẳng kịp. Mình có thân mình lo mình đi. Bây giờ ông Phật ông lo cũng không hết nổi rồi.
Bây giờ cô thì nói được nhiều được. Nên là cô cũng, nếu mà người nào tu được cô mừng. Nhớ, nhớ nó cũng căng luôn đó. Nghe nhớ nó, nhưng mà nó dữ lắm em. Dữ lắm. Ừ. Dữ dằn lắm. Nó nấu là nó chả treo lại mà. Vậy lắm. Nghe dữ. Thì nghe nhưng mà dữ lắm. Bởi vì là ta tướng mà xuống mà ta đâu phải là ta nữ đâu. Tướng không à. Nên là mạnh dạn lắm. Nói đúng là nghe, nghe không đúng là không nghe đó. Phải nói chuyện vậy. Vậy chứ là vậy chứ chung trực, tính cương trực. Nói đâu rồi đó, nói thằng bạn không chịu. Nói trực là không chịu rồi nghe. Ừ. À, chứ phải đâu. Đó con cũng là nó dữ lắm rồi, con lúc còn bán thuốc tây á. Ừ. 2 năm trước đó con chưa có hiểu mà cũng lo cho con cái cương mới la đó. Ừ. Thôi đến giờ nó thôi. Dạ con phải phải nói lời nhỏ nhẹ nó mới nghe. Nè con nghe bà nói không? Về nói chuyện cha mẹ ha. Cha mẹ nói là mình phải nói nhỏ nhẹ. Không có nạt, không có. Cha kia với cha gì mới sân si cha mạnh. Đừng sân si nghe con, nghe. Nghe lời bà đi. Căng thẳng đó. Bây giờ con biết, con thấy cái bé Tường Lam không? Bây giờ con nít không chuyển xuống không đó. Đây nè, bé Tường Lam xuống là con biết không phải vô người lớn cũng được chị, nhưng mà mượn cái xác đứa bé thôi để thức tỉnh những người 60-70 tuổi mà chưa biết tu. Tại sao đứa bé này nó có 4-5 tuổi mà nó biết, để thức tỉnh những người đó mới được. Chứ nếu mà dựa vô cái người lớn vô cô vậy đi, đâu có nói ta đâu có nghe. Rồi mới suy nghĩ tại sao đứa bé này nhỏ xíu mà nó biết tu, nó kêu ăn chay, nó kêu niệm Phật, rồi nó kêu bố thí. Và tại sao mình già gì mình không làm được? Bật trước theo. Đó, nó thức tỉnh những người đó đó. Là nó có sứ mạng xuống đây là nó lại. Con cũng có câu clip đó đó. Đừng làm hen. Bình Dương nó quay đó, rồi sau này mấy YouTube nó cũng quay gì lắm. Nên là cho một đứa bé vậy đó. Chứ cho người lớn là cái người lớn, rồi cái người lớn ta đâu có thức tỉnh được. Cho một cái đứa bé rất là nhỏ, chưa biết chữ luôn, mà tại sao nó hiểu Phật Pháp? Nó Phật Pháp lão thành, mà biết kêu bà con niệm Phật, biết kêu bà con ăn chay, biết kêu bà con tu. Thì tất nhiên là cái người lớn mình đó, mình 60 tuổi mình thua nhỏ này rồi, vậy mình tu mới được. Nó mới thức tỉnh những người đó đó. Nên là mới cho cái đứa bé xuống vậy, tái sanh xuống chứ không phải là bình thường, để thức tỉnh màng ba chiến chót, cứu được nhiều cứu. Vì thầy cũng nói nè, nay á, nay lúc này nè, cái đời mặt này nè, Phật tiên thánh cùng nhau xuống thế, xuống hết trơn. Tiên mình không thấy, mình không có tu sao mình thấy, mình có lục thông đâu mình thấy. Nhưng mà Phật tiên thánh cũng gần kề với mình, mà ma quỷ cũng gần kề, nhưng mà mình mắc phàm, mình đâu có tu, mình đọc lục thông đâu mà mình thấy được. Nhưng mà cô thấy hết trơn. Chứ cô thiền cô thấy hết. Cô không có phải đọc lục thông, nhưng mà cô được cái chân điển của mẹ. Nên là cô thiền rồi cô thấy những gì cô thấy hết. Nên là mình mới thấy, mình mới biết, mình mới nói cho bà con nghe để mà tu chứ. Rồi con vậy là con bài thuộc bài cúng rồi đâu có ấy nữa ha. Rồi con bán thuốc tây cho tiệm người ta là mình đánh lương ha. Lương tháng bán ra được nhiêu tiền? Lương cao 3 tiếng. Cao 3 tiếng rồi lương tháng vậy cũng được. Hôm nay con xin đức nghỉ 2 ngày, với một tháng con nghỉ phép được 2 ngày. À, tháng ta cho mình 2 ngày. Hôm nay kêu mấy kia nó bán. Ừ. Hai đứa bán cùng một tiệm. Ừ. Nó đức cho con, nó đức lại cho nó làm gì đó mình thấy đó. Ừ, đúng rồi. Còn con nghe. Nó tuy gần gì nó cũng trên xuống đó. Nghe con cha mẹ nói nghe đi, mình đừng có trả lời. Mình nói, nếu mình có nói là mình nói nhỏ nhỏ nhẹ thôi nha. Nghe con, mình phải tập cái tánh mình. Thầy cũng nói nè, mới sanh tánh thiện trời dành, lúc sanh ra ai cũng thiện hết trơn. Nhưng lớn lên là tập nhiễm lợi danh, nên tật xấu nó che mờ cái thiện tánh đó. Nên mình nhỏ gì tánh thiện thôi. Ở đây bà dỗ cho. Ở đây bà dỗ cho về ngoan nha. Nha.